Bài này là một bài hát mà có lẽ là nó đã nằm rất là sâu trong lòng khán giả ở Việt Nam qua tiếng hát của Lê Dung. Cố nghệ sĩ Lê Dung, dạ, chính là người thầy giáo thanh nhạc của anh. Phổ thơ từ nhà thơ Hồng Thanh Quang, dạ, là chồng cũ của Lê Dung. Vâng, đúng rồi ạ. Khán giả đã biết rất là rõ hơn cái tác phẩm này. Vâng, vậy thì em sẽ mạo muội được gửi tặng đến quý vị. Mặc dù những quý vị không có lời yêu cầu, nhưng mà em cũng xin cho em được tặng quý vị được không ạ? Dạ, khúc Mùa Thu Rồi xin quý quan. Thank you. Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa, sao thương ai ở mãi cung hằng. Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế, đâu chịu nhòa khi cười giữa